Sau đây sẽ là phần thử nghiệm trò chơi đánh bài của gia đình Khế Thúi. Tụi này không có chịu ngồi yên, do đó mình sẽ lấy những tấm hình này tượng trưng thôi. Cái này có đổi cái mão vua, rồi tượng trưng cho Khế Thúi nha. Con cọp thì cũng như con mèo thôi. Còn cái này mặc áo cẩu ấm giống đại ca, do đó con này sẽ tượng trưng cho đại ca. Rồi con tiếp theo. Hết biết con gì rồi, thôi. Con trai mặc chữ lớp này tượng trưng cho con quạo đi. Bây giờ mình chỉ chơi 4 đứa thôi nha. Rồi cuối cùng, con này nó đang bận cái bộ đồ du hành vũ trụ. Con nào sống ở trên mây nhất chính là con vui. Con này rất giống con vui nha. Rồi, 4 tụ là 4 đứa nha. Tại vì con mèo nó không có chịu ngồi yên lâu đâu. Khi mình chia bài gọi nó đi vòng vòng thì làm sao biết bài nào của đứa nào. Mình sẽ chia bài 3 lá nha bà con. Nè, bộ bài mới cáo luôn nè. Rồi bây giờ xào bài nha. Tức là tôi sẽ không có ăn gian đâu. Cái video này quay liên tục chứ tôi không có cắt khúc nha. Chàng ơi, cái bộ bài mới này nó trơn quá trời trơn rồi. Phải xào liên tục nha. Không thôi nó bị trùng số đó. Con nào được số nút cao nhất thì con đó sẽ được thưởng hạt nha. Số 9 là số cao nhất nha bà con. Coi trong 4 đứa này đứa nào sẽ là đứa may mắn đây. Đó, tôi xào lia lịa thấy không. Thường đánh bài phải có đứa kinh. Và đứa nào kinh bài cho mình đây. Kinh có nghĩa là nó chạm vô bài cũng được nữa. Để đem con Khế lại cho nó kinh bài giùm đi. Và chủ sĩ ra tay. Nói chứ cái video dài quá không cắt không được nha bà con. Nhưng mà cái này thì làm gì ăn gian được đúng không. Mình chia đều. Rồi cái thằng này lấy cái đuôi ra coi. Cái hình của con đại ca đưa cái đít vô kỳ cục quá. Rồi bắt đầu chia nha. Nó chia cái dòng này phải không ta. Nói chung là mình cũng hơi bị gà cái vụ chia bài á bà con. 3 lá đủ chưa. Rồi đủ 3 lá nha. Bây giờ lật bài của đứa nào trước đây. Bây giờ từ trái qua phải nè. Vui ngáo, Khế Thúi, đại ca, quạo. Lật bài đứa nào trước đây. Thanh xui nha, lật bài đại ca trước. Đại ca là 8 với 4 là 12, chỉ có 2 nút mà thôi. Trời ơi, cái số 2 công nhận lớn dễ sợ. Còn con quạo, bù. Trời ơi, quạo hên ghê ha. Tiếp theo là vui ngáo, bao nhiêu nút. Chà, vui ngáo 7 nút nha bà con. Còn Khế Thúi. Nè, để chiếu lên thẳng cho bà con coi nè. Trước mắt là vui ngáo nó cao nút nhất rồi đó. Khế Thúi là 8 nút với 5 nút với 1 nút. Khế Thúi có 4 nút mà thôi. Vui ngáo lớn nút nhất tới Khế Thúi. Rồi tới đại ca. Cuối cùng là con quạo bù luôn. Và đây là phần thưởng cho vui ngáo. Đứa lớn nút nhất. Ê cái gì vậy. Thấy không, vui ngáo nó dành đồ ăn ghê lắm á bà con. Nhanh lẹ. Phần thưởng của vui ngáo đây. Đó, nữa mình sẽ chơi cái trò này. Quạo đi ra mày. Đứa nào thắng sẽ được thưởng nha. Nó chơi cái trò này là công bằng nha bà con. Những cái hình nộm này sẽ tượng trưng cho từng con. Ở nhà tôi tới 9 đứa lận. Không lẽ mình phải sắp 9 cái hình rồi chia bài sao. Vậy là mệt xỉu luôn á nha. Thôi, con nào chịu chơi game show thì mình chơi chia bài. Còn con nào nó không chịu chơi game show, nó nhát như con mèo thì mình cho ăn bình thường thôi. Nè, như mấy đứa này nó chịu chơi thì mình chịu chia nè. Ở chừng 4-5 đứa đủ rồi, chứ nhiều quá chia đuối lắm. Rồi bây giờ mấy cái này mình chia rồi. Thôi để quàng bên đi. Chơi cái tiếp theo. Rồi quăng quàng bên đi. Nè xào lại nha. Công bằng nha. Chứ đừng nói là tôi thiên vị vui ngáo à. Rồi mình chia theo kiểu này nha. Thường chia bài là chia từ trái qua hay từ phải qua ta. Rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ lật bài của quạo trước. Chào quạo, lên lên đô rồi nha. 6 nút nha. Tới đại ca. Nhiều nút đây. 8 nút. Wow, 8 nút mà sao đen quá vậy. Khế Thúi 6 nút nha. Vui ngáo 8 nút. Trời, vui ngáo lớn nút quá vậy ta. Vậy là vui ngáo với đại ca hai con trùng nút với nhau thì sao ta. Thôi hai con không có ăn đâu. Mình phải chơi đứa nào lớn nút nhất thì thưởng thẳng cho đứa đó luôn nha. Bây giờ mình sẽ cho vui ngáo với đại ca tranh nhau. Còn đứa nào lớn nút hơn nha. Tôi xào bài đàng hoàng nha bà con. Không có ăn gian nha. Đi ra lẹ mẹ ơi. Tan đánh bài. 2, 3, 3. Rồi đứa nào thắng đây. Theo mọi người đứa nào sẽ thắng. Vui ngáo trước đi. Trời ơi, 5 nút. Còn đại ca thì mấy nút đây. 4 nút. Càng ơi, hai con này nó xê xích có chút xíu à. Thế là vui ngáo lại thắng lần thứ hai rồi. Nè, của vui ngáo nè. Đó. Nó chơi thôi chứ hết đồ ăn rồi. Cái này chỉ là thử nghiệm đánh bài thôi nha bà con. Sau này sẽ chơi thiệt. Hôm nay chỉ mới thử nghiệm thôi mà vui ngáo nó hên 2 lần liên tục. Tôi nói rồi đâu có sai đâu. Từ khi mới đẻ ra là vui ngáo nó số hưởng trước rồi. Lớn lên cũng vậy. Chơi bài là nút lớn không. Bữa nào
nào kiếm cái hình giống giống con mèo chơi bài thử coi, coi nó đen tới cỡ nào nha. Mọi người thấy cái hình thức đánh bài này có được không? Chứ mấy con mèo nó ngồi chỗ mình chia bài không có nổi đâu. Chia giết khùng thiệt á. Chờ tới ngày mùng 1 đi, mình sẽ kiếm mấy cái hình cho đủ 9 đứa nha. Tượng trưng đúng 9 đứa. Rồi chia bài có đứa nào hên nhất. Nhà cái này biểu tượng của vui ngáo nha, bà con nhớ nha. Phi hành gia, phi hành vũ trụ nha. Còn cái này là biểu tượng của con quạo nha. Đó. Còn cái này, cậu cả nha, biểu tượng của đại ca nha. Còn đây là khế thối, ông hoàng nha, hoàng thượng luôn đó. Còn mấy cái này nè, không có giống đứa nào hết nè, hình con bò rồi con heo nè, rồi thợ lặn nè, rồi Batman, rồi hình con gì chả biết, rồi cô gái nè. Có cái này hơi giống mèo nè bà con gái mặt gian dễ sợ y chang con mèo luôn nè, con mèo nè, rồi con nhỏ này giống mèo nè, rồi con mặt họa nè. Tôi chỉ thấy bốn hình con mèo đó tượng trưng cho bốn con ở nhà tôi là giống thôi, còn mấy con này thì mình phải coi lại nha, coi cái chi tiết lại. Tết này ở chỗ mọi người sao, có náo nhiệt không? Còn chỗ của tôi nè, đèn ơi nó đông dễ sợ luôn á bà con, đông tới nỗi mà người chen chúc quá xá luôn, quay phim mà quá trời người luôn á bà con ơi, không thấy ma nào trên. Đây là cái chợ bông của năm nay nha bà con, bán rất là nhiều đồ luôn, nhưng mà sao người vắng quá, mùa dịch mà nè, chỉ có lưa thưa vài người thôi mà bán đồ giả về hả bà con ơi. Những cái món hàng đồng giá đó, chỗ này là bán đồ chơi nha nè, còn những chỗ này nè bán mấy cái đồ treo Tết, mà giờ này có thể người ta gần dọn rồi mà khách thì cũng le ngoe vài người, không còn nhiều người hết, nhạc rất lớn rất sung mà người thì le ngoe. Hội chợ là lúc nào cũng đông người hết á bà con, tại vì đồ người ta bán rất là rẻ nè, cái quần là 150 ngàn, mà cái loại quần Tây Âu đó nha, và những cái quần khác rẻ hơn nữa nè, những cái bao lì xì nè, tất cả nè đồng giá 2 ngàn một món nè, vậy mà còn ít khách nữa đó bà con. Và tôi đã mua một mớ bao lì xì về, khi mua đồ ở đây người ta đưa hẳn cho mình một cái gỗ nha, thích cái gì dục vô. Bao lì xì là 10 ngàn hay là 15 ngàn gì đó nha, cái này mới là đúng 2 ngàn món nè, còn cái này là 10 ngàn một món nè. Tôi mua nguyên lố này về để gái tay cho khế thối nha. Rồi cái chỗ quần áo này người ta gần đóng cửa luôn rồi. Mọi người đón xem giờ này là mấy giờ? Chỉ khoảng chừng 7 giờ mấy thôi nha, chưa có khuya đâu mà người ta muốn đóng cửa hết rồi. Còn ở đây bán mấy cái giỏ sách nè, làm mới nữ trang miễn phí luôn nè. Ở đây nè giá cả là treo đầy đủ hết trơn, thấy chưa? Làm mới nữ trang vàng bạc miễn phí. Ghê không? Có nữ trang vàng bạc gì đem ra đây là ta rửa miễn phí luôn á, rửa phí luôn. Còn túi sách nè, đồng giá 79 ngàn. Chàng ơi cái túi nào cũng đẹp hết trơn á, thấy đã không? Và tôi đã ủng hộ cái gian hàng này chọn mua cái túi sách màu xanh này đây, nhưng mà giá của nó tới 250 ngàn lận nha. Rồi đi ngang qua những cái gian hàng bán quần áo nè, đó rồi nữ trang nè, à cái này giống như là đồ làm bằng tay á bà con, hồ lô nè, mấy cái vòng đeo nè, đeo chơi đeo kỷ niệm thôi nè, sỏi đá rồi người ta tự gắn vô bằng tay đó. Cái này kêu là gì? Vòng mít đủ kiểu nha, đủ loại hết. Mà cái phong cách này nó theo cổ điển nhiều hơn nha bà con. Có cái này nó hơi lạ nè, cái trống, cái trống của trẻ em chơi ngày xưa. Hồi đó trẻ em chơi cái này nhiều, bây giờ không biết có chơi không ha. Và những cái dây chuyền bằng đá. Rồi ra tới ngoài này, quần áo xả kho nhóc hết trơn luôn. Mọi người thấy không? Hội chợ của năm nay thật sự là quá đông đi. Người ta đang dẹp gian hàng từ từ kìa. Hình như có mình tôi quay phim hả bà con, không ai quay hết trơn. Trời ơi gặp cái này mừng hết lớn luôn á. Cái giá đỡ điện thoại này bữa hổm tôi mua hình như là giảm giá rồi mà 70 mấy 80 ngàn thì phải. Cái này chỉ có 35 ngàn thôi, hốt về luôn để dành nha. Còn phía trên kia có cái áo màu vàng hình con cọp dễ thương quá, hốt về luôn. Mà chỉ giá của nó là 50 ngàn nha bà con. Nhiều khi họ treo cái giá vậy thôi, khi mình mua thì giá nó lại khác nha. Nhưng mà cũng không còn nhiều, do đó tôi không có trả giá. Và đây một đôi dép là 35 ngàn, ba đôi 100 ngàn. Quay coi chơi thôi chứ nhà tôi còn nhiều dép lắm. Nói chứ tôi toàn mua những cái loại dép này không nha bà con. Có gì con khế nó cắn mình đỡ tiếc nha. Ở nhà tôi là để dự trữ rất là nhiều dép, có đứt cái này thì còn cái khác thay thế liền. Mọi người thấy hội chợ ở Gạch Giá bán đồ có rẻ không? Bởi vậy ít khi mua đồ lắm, đợi khi nào có hội chợ mua luôn một lượt. Còn cái chỗ này, mọi người có thấy đông vui nhộn nhịp không? Toàn là hot boy hot girl không đó. Cách đây 1-2 năm, chỗ này chỉ là một cái sông thôi nha, vắng hoe à.
không có ai ở đây đâu. Mới có một năm thôi người ta làm cái bờ kè. Chàng ơi đông mà đỡ không nổi luôn á bà con. Quá xá đông luôn nè. Quán xá mọc lên rồi đồ chiên xiên que. Nhìn một cái thôi không biết ai quen ai lạ luôn á. Cái hội chợ thì nó vắng người, nhưng mà ở chỗ bờ kè này á, trời ơi quá xá luôn. Đi một vòng mua đồ xong rồi tôi về nhà ngủ đây. Bye bye.